Chào anh chị cô chú, mình là Phạm Hữu Dư đây. Mình đang có mặt ở đây là thuộc huyện Châu Đức, nhưng mà là giáp ranh với lại thành phố Bà Rịa anh chị nha. Và con đường trước mặt anh chị chính là con đường quốc lộ 56. Và hôm nay là mình sẽ quay một miếng đất mặt tiền đường này. Nói đến đây là anh chị mình biết được là cái vị trí của đất mình quay ngày hôm nay là như thế nào rồi, đúng không? Con đường quốc lộ 56 là con đường lớn nhất ở Châu Đức. Nó đi ngang qua huyện. Đây, con đường đó tấp nập chị ha. Phía đằng sau mình chính là thành phố Bà Rịa, giáp ranh luôn. Rồi, thì anh chị mình đang quan tâm một cái miếng đất mặt tiền đường, một cái mặt tiền vị trí đẹp như thế này. Và cái diện tích thì cũng tương đối là lớn. Nói chung là phù hợp để mà, nói chung nhiều cái mục đích sử dụng lắm anh chị. Tại vì nó cũng khá là lớn, nó không có nhỏ đâu. Cho nên là anh chị mình có thể làm được nhiều việc đấy. Rồi bây giờ mình sẽ quay chi tiết cái miếng đất này cho anh chị mình xem nha. Thì cái đầu tiên là mình sẽ nói những thông tin cơ bản của miếng đất này chị nha. Ở đây là địa chỉ chính xác là thuộc xã Nghĩa Thanh, chính xác nữa là đây là thôn sông cầu á, thôn sông cầu xã Nghĩa Thanh, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, giáp ranh với phía bên kia là xã Hòa Long của thành phố Bà Rịa chị nha. Giáp ranh luôn, cho nên là vị trí rất là đẹp. Ở đây là cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng tầm 65 cây số. Khoảng tầm 65 cây số, đi khoảng đồng mà tầm gần 1 tiếng rưỡi ha, gần 1 tiếng rưỡi, đi cao tốc rất là nhanh. Thì con đường mình nói rồi ha, đây là con đường quốc lộ 56, con đường trục đường chính ở Bà Rịa Vũng Tàu. Thì chỉ có 3 đường quốc lộ thôi, đó là quốc lộ 51, quốc lộ 56 và quốc lộ 55. Thì đây là một trong những con đường lớn nhất ở tỉnh, xuyên suốt là đi kết nối thẳng từ phía quốc lộ 1A là ngang cái Ba Tân Phong ở thành phố Long Khánh anh chị, đi thẳng tới chợ Bà Rịa luôn. Ở đây thì cách chợ Bà Rịa thì nó khoảng tầm chưa tới 10 cây đâu. Cách bệnh viện Bà Rịa mới, bệnh viện rất là lớn, cũng ở tầm 8 cây, và đi biển thì cũng tương đối gần, cách biển thì khoảng tầm chưa đầy 20 cây. Cái biển gần nhất là cái biển Long Hải anh chị, còn những cái biển như là Hồ Tràm hay là biển Vũng Tàu thì nó xa hơn chút đó. Thì đất mình quen ngày hôm nay, đây có tổng diện tích là 950 m², nói chung là cũng gần 1.000 rồi chị ha, gần 1.000. Sở hữu mặt tiền đường quốc lộ là được 14 m, hướng đất mình là hướng đông nam chị ha, hướng đông nam, hướng rất là đẹp đó. Ngang 14 và dài xuống là 56 m anh chị, 56 m, và xuống dưới nó hậu ra, xuống dưới nó hậu ra là khoảng 20 m, tức là đằng trước là 14, xuống cuối đất là nó hậu ra 20, dài 56. Nói chung là một cái diện tích đất cũng rất là ok ha, gần một sào rồi, gần 1.000 m² rồi chứ chị. Và dĩ nhiên rồi, đất quốc lộ mà có sẵn luôn 200 m² thổ cư. 200 m² anh chị muốn lên nữa anh lên thôi. Rồi đó, trước mặt mình chính là cái lô đất ha. Nói chung là đây là đất của dân địa phương nha anh chị, tức là của người dân ở đây. Ra đất này nó có tới hơn 2.000 xưa là tới hai, nói chung là hơn 2 sào đất lận, nhưng mà cái người ta cắt cái phần đuôi đi, tại ở dưới có một mặt tiền đường nữa. Trên sổ là sổ cũ anh chị, sổ đỏ cũ ngày xưa luôn á, lát nữa mình về cho chị xem. Thì sổ đỏ ngày xưa là nó có tới 2 mặt tiền, cái sau đó là chủ họ cắt bớt ra để gọi là chia cho con. Cắt bớt ra đằng sau là bây giờ là của mình, còn lại là mặt trước ha, còn là mặt trước là được chiều dài là 56 m, được gần một sào đất, có sẵn 200 thổ cư. Vì là đất nói chung là đất nhà, cho nên là cũng không có mục đích sử dụng nữa, cũng cần tiền cho nên là định bán luôn. Cho nên là hiện tại đất này đất trống, còn đất trống rồi đó, trên đất thì người ta có mượn trồng hoa màu. Ở đây thì không có đất trống nữa anh chị. Còn bên kia mà đối diện còn miếng nè, cái này miếng 2 mặt tiền, đối diện mình là cái cổng gì, giáo hội Phật giáo Tịnh An gì đó. Là đối diện mình là cái đất mình ha. Đất mình đây đó. Từ cái nhà này anh chị, từ cái nhà này cho đến cái nhà này, ranh giới rõ ràng rồi đó. Giữa hai nhà là
được 14 mét mặt tiền chị ha, cỏ ranh nè chị thấy không, mình chạy dài xuống đất thì bằng phẳng chị ha, nghe mặt đường nha, đất không bị thấp, mặc dù là đất mặt tiền quốc lộ nhưng mà không bị thấp. Đây mình sẽ bước vào trong quay sơ sơ cho chị xem ha. Ở đây thì đất cũng tương đối là đất hình như đất đen hay gì á, mà thôi mặt tiền quốc lộ thì chắc không quan trọng chuyện đất đâu, tại vì còn không thì ở đây là nhà vườn cũng được. Đất này đất đen nè, đen mà nó cũng có sả cơm hay gì nè, đang cho người ta mượn trồng hoa màu, trồng trồng nghệ, trồng sâm này chắc sâm sao á, rồi một ít mì đó. Nói chung là nó hơi tầm cho nên mình không có quay xuống dưới đâu đó. Xuống dưới đó anh chị, nói chung từ cái mặt tiền quốc lộ đi vô 56 mét đó. Và dĩ nhiên là quốc lộ thì sẽ có lộ giới nha anh chị, mình nói luôn nữa trước mặt tiền mà, cho nên là sau này mình sẽ mất đi khoảng chắc 10 hơn 10 mét 10 20 mét gì đó, nói chung là vẫn giá trị, nhưng đó lộ giới vậy thôi chứ mặt tiền này đời nào nó mới mở. Nhưng mà với cái chiều dài 56 mét á thì vẫn còn ok chị ha, đất này dài mà 56 mét là quá dài rồi, mặt tiền quốc lộ 56 mét là dài đó anh chị. Chỉ sợ miếng nào mà chỉ có tầm 30 mét đổ lại á thì sợ thôi, thì 30 mét thì nó ngắn, còn này tới 56 mét, cho nên nếu mà bị trừ lộ giới đi cũng không sợ ha. Đó đất thì bằng bằng với mặt đường luôn, không bị thấp, thậm chí là cao hơn nữa, cho nên là về là khỏi có phải sợ cái tiền mà sang lắm mặt bằng. Thì thường thường á là cái đất mặt tiền đường á nó hay bị thấp là do cái đường nó nâng lên, nhưng mà đường này thì đó, đất mình nó cao cao ráo cho nên nó không sợ vấn đề đó. Nói chung là đất mình thấy đất thì quá đẹp rồi, hướng là hướng đông nam, nở hậu nữa, ngang là 14, dài 56, nở hậu ra 20, có 200 thổ cư. Ngay sát bên mình là cái vật liệu xây dựng nè, rồi đi qua chừng chút xíu là mình sẽ qua địa phận của thành phố Bà Rịa ha. Ở đây có chợ, chợ thì vô trên suối Nghệ Nghĩa Thành. Nói chung là mấy cái tiện ích như chợ nè, trường học nè, ủy ban hay là nhà thờ thì ở đây không thiếu một món nào nha anh chị. Và ở đây nữa là mình quên nói với chị là ở đây thì nó ngay cái ngã ba, người ta gọi là ngã ba Cô Đơn anh chị. Nếu mà trên địa phương đây thì chắc chắn là ngang ngã ba Cô Đơn thì chắc chắn là không có xa lạ gì đâu. Đó, ngang đó là ngã ba Cô Đơn anh chị, có cái bảng đó. Thì cái ngã ba Cô Đơn đó là cái ngã ba kết nối giữa đường quốc lộ 56 và đường Hương lộ 2. Đường Hương lộ 2 là cái đường mà đi thẳng qua chợ Hòa Long và đi thẳng luôn là tới Long Hải luôn. Cho nên anh chị mình đi biển á, Long Hải á, phải đi đó ha. Bị Long Hải được nè. Còn không đi hướng này cũng đi biển Long Hải được, nói chung là hai hướng, hướng nào cũng đi Long Hải được hết. Đó, hướng này thì đi lên trên chợ Bà Rịa nè, thành phố Bà Rịa. Đó. Còn về Hồ Chí Minh á thì cũng đi hai hướng luôn ha. Hướng lên đây thì ra quốc lộ 51 cũng được nè, còn hướng ngược lại đi cái đường vô khu công nghiệp Sona Deji, hướng đường số 1 đó anh chị. Nói chung mà lát nữa đi, mình sẽ cho anh chị mình xem cái vị trí cho bản đồ vệ tinh sau ha. Còn đất mình hiện tại là anh chị mình đã hình dung được rồi. Đó. Sổ thì lát nữa coi cho coi luôn nha, sổ với lại vị trí thì lát nữa. Còn bây giờ á thì đất mình thì cơ bản là không có gì để quay nhiều, cho nên báo giá luôn nha. Chủ đang kêu với cái giá là 410 triệu một mét ngang. Đó, 410 triệu mét ngang, mình nhân lên cho 14 mét á thì nó khoảng tầm 5 tỷ 7 ha. 5 tỷ 7 cho một lô đất mặt tiền gần 1.000 mét vuông. Đó, mặt tiền quốc lộ 56 giáp ranh với thành phố Bà Rịa. Thì mình thấy cái giá mà hơn 400 triệu mét á là rất là hợp lý luôn anh chị. Rất là hợp lý luôn á. Thì bây giờ mặt tiền quốc lộ bây giờ là nó cao rồi, thậm chí như ở chúng mình là ở Bình Ba á. Bình Ba là nó xa, nó không có gần thành phố Bà Rịa mà cũng đã tầm xíu xoát hơn 400 rồi, cũng ngang giá đây rồi. Mà đây thì cái khu vực nó sầm uất hơn, tại vì Bình Ba á, nó khổ một cái là một bên là cao su, một bên là nhà dân, còn đây thì hai bên không có miếng cao su nữa. Ở đây là không còn cao su nữa chị, ở đây là toàn là nhà, gọi là nhà hết, nhà cửa hết đó. Đặc biệt ở đây thì nó sát với là phố Bà Rịa nữa, cho nên cái giá này nó hợp lý đó. Thì anh chị mình cứ tham khảo giá đi, thì giá cả thì nó có hết rồi, không tin thì cứ lên đây ha, cứ chạy ngay khúc này, nghe cái đoạn mà ngã ba Cô Đơn á, mình hỏi thăm giá coi bây giờ đất ở đây người ta kêu giá bao nhiêu đó, thì mình biết liền à. Cho nên là giá thì nó cũng theo thị trường thôi, không mắc cũng không rẻ, nó phù hợp cho ai mà có muốn đất mặt tiền quốc lộ ngay vị trí đẹp như thế này mà cái diện tích khá là lớn ha, gần 1.000 mét vuông. Chứ thường đất quốc lộ thì nó cũng nhỏ lắm, đất quốc lộ thì chỉ có bị ngang có chừng 5 hay là cao lắm 10 mét thôi.
Còn này thì được 14 mét lần thì mình thấy là cũng rất là phù hợp để mình làm, nếu mà chơi sang thì chơi nhà, làm nhà vườn luôn ha. Còn nếu mà kinh doanh thì rất là nhiều cái mảng kinh doanh luôn, vật liệu xây dựng ha, vật liệu thì hết bên có rồi, hay là ra hay là bán đủ thứ hết, chung là rất là ok. Mà cái giá chỉ có hơn 5 tỷ thì chạy ra nếu tính theo mét vuông á thì chỉ khoảng tầm 6 triệu ha, gần 6 triệu mét vuông, gần 6 triệu một mét vuông cho cái đất mặt tiền quốc lộ 56 giáp ranh với Bà Rịa thì cũng đâu cao anh chị ha. Thật sự là mình nói gì luôn á, thôi rồi nói nhiều quá rồi ha, bây giờ mà thôi chắc là mình cũng không cần phải chạy cho anh chị tham quan đây đâu ha, đường này quốc lộ mặt tiền đường rồi cho nên là chắc là khỏi đi ha. Đó, ở đây thì dân cư chợ búa nó đầy đủ quá rồi cho nên là lát nữa mình về cho chị xem sổ luôn ha, xem sổ và cái vị trí. Rồi bây giờ là mời chị xem về lần cuối ha, sát bên đã trồng hoa, trồng cái có hoa chuồng chuồng đẹp ghê không. Đường thì quá rộng rãi rồi, cái đường này thì tương lai nó mở rộng bao nhiêu mình không biết nhưng mà hiện tại nó rộng quá rồi. Ở đây thì biết đời nào mới kẹt xe. Đây là cái sổ gốc ha, sổ gốc ban đầu nè anh chị. Đây địa chỉ xã Nghĩa Thành.